Sau cơn bão số 9 vừa qua tuyến đường DH1 đoạn từ xã Phước Kim vào xã Phước Thành, tuyến đường DH2 đoạn từ xã Phước Thành vào xã Phước Lộc huyện Phước Sơn bị sạt lở sụt trượt nghiêm trọng. Từ ngày 29 tháng 10 đến nay, hàng chục xe cơ giới của các đơn vị bảo trì các tuyến đường này liên tục khắc phục. Tuy nhiên do khối lượng sạt lở quá lớn, nhiều cầu cống bị cuốn trôi nên công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Nhật Tú, giám đốc công ty đầu tư xây dựng Ngân Phát đóng tại huyện Phước Sơn cho biết, từ khi xảy ra sạt lở, công ty đã quy động 5 chiếc máy xúc, xe lật ủi để săn lấp những khu vực bị sạt lở bồi lấp trên tuyến đường này. Do lượng cây gỗ đá lớn nằm dày trên mặt đường làm chậm tiến độ thông tuyến, hai xã vùng cao Phước Thành, Phước Lộc đang bị cô lập nên việc thông tuyến phải làm rất khẩn trương để sớm đưa lương thực vào cho bà con. Tại hiện trường, tuyến giao thông từ xã Phước Kim đi Phước Thành, Phước Lộc, huyện Phước Sơn đang hư hỏng rất nặng. Hàng chục km đường bị cây rừng, đá lớn phủ lấp hết lòng đường. Đoạn từ xã Phước Kim đi Phước Thành có nhiều điểm ta luy âm bị sạt lở khiến mặt đường bị cắt đứt hoàn toàn. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương cưa các số cây gỗ nằm trên mặt đường để thông xe. Những ngày qua, Ban Chỉ huy Tiền Phương đóng tại huyện Phước Sơn phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam và chính quyền địa phương đã huy động phương tiện tại chỗ, cổng dầu vào cho các phương tiện tại chỗ hoạt động để thông tuyến vào hai xã vùng cao này. Ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết, sở đã điều động phương tiện máy móc và nhân lực lên khảo sát tập kết các thiết bị tại hiện trường theo đó huy động một mũi từ trong xà phước thành để thông tuyến ra bên ngoài các khu vực có nguy cơ bị sạt lở phải huy động lực lượng xung kích dùng rọ đá kè tạm để tránh sạt lở đất đường ngoài ra nghiên cứu làm cầu tạm nhanh nhất có thể để sớm thông tuyến xe ô tô chở hàng vào các xã cô lập Ông Văn Anh Tuấn đề nghị huyện Phước Sơn khẩn trương tập kết hàng hóa để khi ngành giao thông vừa thông tuyến sẽ chở ngay hàng vào cứu trợ cho bà con. Nhằm đảm bảo lương thực thực phẩm cho hơn 3.000 hộ dân ở hai xã Phước Thành, Phước Lộc, huyện Phước Sơn trong thời gian chờ thông tuyến, những ngày qua các lực lượng vũ trang, người dân đã vận chuyển 21 tấn lương thực thực phẩm vào hai xã này. Hiện chính quyền địa phương đã phân phát số lương thực cho người dân, tuy nhiên số hàng hóa trên chỉ đủ dùng từ 15 đến 20 ngày tới. Ông Nguyễn Bình Hà, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Quảng Nam, người được phân công chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn tại huyện Phước Sơn cho biết Khoảng 3 ngày hôm nay thì chúng tôi đã tiến hành đưa được lương thực thực phẩm đến cho hai xã. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã vận chuyển được cho xã Phước Thành là 15 tấn hàng và đối với Phước Lộc thì được 6 tấn hàng. Ở chúng tôi dự kiến là số lượng lương thực này bảo đảm được từ 15 đến 20 ngày cho các hộ dân. Và hiện nay thì cái số lương thực này thì xã cũng đã tiến hành cấp cho người dân. Thì có thể nói rằng là nếu mà trong thời gian mà cơn bão số 10 vào trong thời tiết khó khăn thì có thể người dân vẫn bảo đảm được lương thực thực phẩm.